ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, trong vòng 2 tháng khi chúng tôi có mặt tại Úc Châu, chúng tôi đã có dịp trình bày 12 phẩm đầu của kinh Địa Tạng, một bản kinh rất quan trọng nói về triết lý nhập thế để giúp cho kẻ còn lẫn người mất được an vui và hạnh phúc. Chúng tôi có dụng ý chừa phẩm cuối cùng, phẩm thứ 13, chia sẻ với quý Phật tử tại chùa Giác Ngộ, vì phẩm này nói lên một cách rất là cô đọng các ý niệm căn bản về con đường dấn thân mà tất cả chúng ta đều cần phải tham khảo và học tập. Tựa đề của phẩm này là dặn dò cứu độ nhân thiên. Nếu hiểu một cách nôm na trong ngôn ngữ tiếng Việt đó là ủy thác dấn thân, sự ủy thác về thái độ cũng như con đường dấn thân được Đức Phật giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng trong bản kinh này được quan niệm như là một thông điệp cho tất cả chúng ta cùng dấn thân. Ủy thác là nghệ thuật phó chúc, trong đó thái độ dặn dò liên hệ đến đối tượng và giá trị của sự độ sanh. Dặn dò một cách có phương pháp, có nghệ thuật, có trình tự, có thứ lớp. Chỉ khi nào chúng ta đi đúng con đường với những trình tự như vừa nêu thì kết quả của sự dấn thân đóng góp mới đạt được đến mức độ cao nhất của nó. Sự ủy thác trong trường hợp này nó còn quan trọng hơn là một lời di chúc, vì lời di chúc được xem là lời nguyện ước cuối cùng khi một người nào đó chuẩn bị gần rất xa trời, nhắn nhủ lại cho con cháu của mình, người thân người thương của mình về những dự kiến, những dự án, những chương trình làm chưa được hoàn tất, hoặc là phát huy truyền thống gia tộc, hay là làm lớn mạnh những giá trị đóng góp mà người đó đã đi qua trong suốt một cuộc đời. Trong trường hợp của lời di chúc đó, chúng ta thấy là người tiếp nhận gia tài đó đó hoàn toàn bị động. Đến lúc đó, họ được phú chúc bằng một văn bản pháp huy, mà nội dung của đó chỉ khi nào người di chúc lìa khỏi cõi đời này mới được công bố. Thái độ và tính cách của người thừa kế di chúc này là hoàn toàn không hề có sự lựa chọn rằng mình thích những gì được khuyến khích ở trong nội dung di chúc đó hay không, vì thương tưởng, vì tôn trọng người quá cố. Người được di chúc đó tiếp thu và ứng dụng giá trị nội dung di chúc đó vào trong cuộc sống. Ở đây sự dặn dò phó thác hoàn toàn khác hẳn. Nó được diễn ra trong cách thế cả Đức Phật Thích Ca là người đã tuyên bố lời phó chúc, và Bồ Tát Địa Tạng là người tiếp nhận những lời dặn dò của Đức Phật trong một tình huống có vô lượng chư Phật, vô lượng các Bồ Tát và rất nhiều đối tượng thanh chúng có mặt đó chứng kiến và tiếp thu. Đây là một bài học về tính cách kế thừa rất quan trọng. Chúng ta có thể ứng dụng nó vào trong đời sống gia đình. Khi một người nào đó bắt đầu có tuổi và cảm nhận rằng là cái gia tài sự nghiệp của mình đó, cần phải có người thừa kế, thì đừng bao giờ viết lời di chúc, mà hãy làm cách nào đó một cách chính quy. Sự truyền thừa đã được diễn ra trong lúc mình còn được khỏe mạnh. Các vị vua đề rằng
đã làm truyền thống khó chúc này giống y hệt như là trong kinh Địa Tạng và các kinh đại thừa khác đã làm. Có những vị vua tuổi đời mới ngoài 40 thôi đã trở thành thái thượng hoàng, nhường ngôi cho con của mình 20 mấy tuổi đầu, lãnh đạo đất nước, hướng dẫn muôn dân. Như vậy là thay vì đó, có nhiều người có tinh thần và thái độ chấp vào những gia tài sự nghiệp và đóng góp của mình, cho nên không muốn rút lui khỏi vai trò vị trí mà mình đã từng có mặt, làm cản trở sự kế thừa và năng lực phát huy của những người kế thừa. Thì đằng này các vua đại trần đặc biệt ảnh hưởng tinh thần Bồ Tát đạo của Phật giáo đại thừa, đã làm cho truyền thống gia tộc và truyền thống quốc gia đó trở thành rất là vinh quang. Vì khi rút lui ra ngoài hậu trường, không có nghĩa các vị vua đó trở thành là một người thờ ơ lãnh đạm với vai trò trách nhiệm của những người đã từng có gắn bó với sự thịnh suy của một đất nước. Ở đây vị vua đó sẽ đóng vai trò trở thành nhà cố vấn. Như vậy, thay vì chúng ta dấn thân làm một cách chấp trước về những gì mình đã làm, không chịu phát tâm buông để người khác kế thừa, thì người biết cách buông xả và trao cái gia tài phó chúc của mình cho thế hệ kế thừa đó, sẽ tạo ra một tình trạng ít nhất có hai cái đầu, hai chất xám, hai khối lượng năng lực và hai tiềm năng cùng đóng góp cùng phục vụ. Giao gia tài sự của mình cho một người mà mình tin tưởng là mình có thêm một bàn tay, phải tạo tình trạng có thêm một bàn tay đó trong lúc mình đang còn khỏe mạnh. Nhà Phật khẳng định rất rõ là cơn vô thường có thể đến với tất cả chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu như không chịu giao gia tài phó chúc trong tình trạng được khỏe mạnh, thì cơn vô thường đến đó, dẫn đến một tình trạng rất bi đát, đó là những người kế thừa, có thể là anh em, người thân, người thương với nhau, trở thành kẻ thù của nhau chỉ vì giành giật cái quyền kế tự. Sự phần trăm chia tài chia của ở trong quyền kế tự đó, cho nên sự sắp xếp trong lúc mình còn khỏe mạnh sẽ là một trong những giải pháp rất quan trọng. Vì lúc đó mình còn có thể nhìn thấy, phán đoán, nhận định, đánh giá những giá trị kế thừa và đóng góp của người được kế thừa, và do đó sự kế thừa trong trường hợp này sẽ ngày càng phát triển, ngày càng thành công hơn. Cho nên khi quý Phật tử bắt đầu có tuổi, nếu gia tài sự nghiệp có, thì hãy phân chia con cái của mình trong lúc mình còn khỏe mạnh, chứ đừng chờ cho đến lúc nào vô thường rồi chúng ta để lại một tờ di chúc. Tờ di chúc đó theo luật kế thừa kế tự ở mọi quốc gia và hệ luật pháp khác nhau, dẫn đến rất nhiều tình trạng rắc rối. Đức Phật Như Lai Thế Tôn rất khác. Chúng ta biết là Ngài giảng bản kinh Địa Tạng này trong một mùa hạ, theo truyền thuyết ở trên hành tinh có tên gọi là cung trời Đao Lệ, cho thánh mẫu Ma Gia, tức là mẹ ruột của Ngài, được tái sanh ở một hành tinh có sự sống của con người, ở một thế giới khác. Như vậy là nếu tính về thời gian thì bản kinh này được nói trong vòng 50 năm sau khi Như Lai Thế Tôn thành đạo thôi. Cho nên lúc đó Ngài rất trẻ, mới 40 mấy tuổi thôi, mà Ngài đã phó chúc gia tài hoằng pháp của Ngài cho Bồ Tát Địa Tạng. Dĩ nhiên khi phó chúc như vậy xong rồi, không phải Ngài sẽ trở thành cái người vô trách nhiệm đối với nỗi khổ niềm đau của các chúng sanh ở cõi Ta Bà, mà Ngài tiếp tục hoằng truyền con đường đó cho đến lúc Ngài nhắm mắt nhìn lìa đời, khi nhân duyên quá độ ở cảnh đời này đã hết vào tuổi 80. Như vậy phó chúc là một trong những nghệ thuật hỗ trợ giúp cho những người kế thừa đi vào trong quỹ đạo của sự phát triển, đóng góp những giá trị đạo đức và tâm linh cho chúng sinh, cho những con người
vẫn đang còn nỗi khổ và niềm đau. Nó là một sự sắp xếp rất có nghệ thuật để cho kẻ còn lẫn người mất đều được an vui và hạnh phúc. Cách thức phó chúc ở trong bản kinh Địa Tạng này nêu ra theo một nghi thức rất đơn giản. Đức Phật Như Lai Thế Tôn dùng bàn tay của Ngài so vào đỉnh đầu của Bồ Tát Địa Tạng và khen bằng bốn nghệ thuật tán dương. Ở đây đã liên hệ đến hai động tác thôi, động tác so đầu và động tác tán dương. So đầu là một trong những biểu tượng văn hóa rất thân mật của truyền thống tâm linh Ấn Độ. Khi một người có giá trị về tâm linh và tinh thần cao muốn giao phó, muốn ấn chứng, muốn truyền thừa cho những người kế thừa xứng đáng á, thì động tác đầu tiên là vị đó sẽ dùng bàn tay so vào đỉnh đầu của người sẽ trở thành người kế thừa của mình, như là một biểu hiện cho thấy rằng là tất cả những tâm ấn, tất cả những chiều sâu của tâm thức, tất cả những giá trị tâm linh, tất cả những con đường đóng góp, tất cả mọi nội dung và ý nghĩa của nó cho cuộc đời sẽ được truyền một cách trực tiếp từ não trạng và tuệ giác của Như Lai Thế Tôn thông qua não trạng và tuệ giác của Bồ Tát Địa Tạng. Động tác ấn chứng đó rất quan trọng, nó tạo ra một cái gì đó rất gần gũi thân mật. Và thứ hai nữa là nếu như sự truyền thừa phó thác trong trường hợp này chỉ bằng động tác của bàn tay so đảnh không thì chưa đủ, nó đòi hỏi đến những sự phát ngôn tuyên bố. Ở đây Như Lai Thế Tôn đã dùng bốn câu tuyên ngôn tán dương về công đức, về giá trị đóng góp của Bồ Tát Địa Tạng. Bốn câu đó liên hệ đến bốn năng lực quan trọng, đó là thân lực không thể nghĩ bàn, lòng từ bi không thể nghĩ bàn, trí tuệ không thể nghĩ bàn, và biện tài, tức là tính cách hùng biện không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Xác định về giá trị của thần lực là đề cập đến phép màu của sự chuyển hóa. Thần lực ở đây không được hiểu theo một cách thức thông thường giống như là một nhà ảo thuật gia có thể làm cho những người đang quan sát và thưởng thức đó, nhìn một sự kiện diễn ra như là một trò ảo thuật mà lại có cảm giác như là một hiện thực đang có trước mặt chúng ta. Cái ảo giác thừa nhận nó như là một thực tại đó được chấp nhận một cách tập thể, nhưng trên thực tế giá trị chân lý và giá trị sự kiện của đó đó nó hoàn toàn không có. Cho nên chỉ diễn ra theo một cách thức quá nhanh với những thủ thuật hỗ trợ đắc lực và biệt tài, làm cho con người với nhận thức của con mắt không thể nào phát hiện ra được những tính cách dàn dựng ở bên trong lòng thực tại của những phép màu đó. Trong khi đó, phép màu được Bồ Tát Địa Tạng sử dụng không phải là loại ảo thuật gia, mà là những phương pháp, những cách thức làm thế nào đó thông qua sự ứng dụng và truyền thừa các giá trị phương pháp này. Người ngang đầu cứng cổ, người khó quá độ, người có quá nhiều thói quen xấu, người có nhiều động cơ thiếu tích cực, mình người đã từng có những hành vi, lời nói, việc làm mang lại khổ lao cho người khác, quay đầu hướng thiện. Cái đó được gọi là một phép màu của sự chuyển hóa, hay là phép màu của sự thay đổi cuộc đời, làm mới nhận thức. Khi một người nào đó bắt đầu làm cho thói quen xấu của mình không còn diễn ra theo một cách thức chi phối đời sống sinh hoạt của mình, thì sự sinh hoạt đó được gọi là một phép màu. Cho nên phép màu rất đơn giản và ai cũng có thể thực hiện được, chỉ thông qua sự nỗ lực của bản thân. Bản chất của sự phép màu có thể tạo ra tính cách thu hút và giá trị chuyển hóa. Thu hút dựa trên nền tảng bị thuyết phục về những giá trị siêu phàm thoát tục, và chuyển hóa đặt trên nền tảng của niềm tin vào những cái siêu phàm thoát tục đó để bắt đầu tiến tới đi vào con đường hành trì dẫn đến những giá trị của an vui và hạnh phúc.
Nếu như ai đó trong chúng ta có một năng lực đang ngồi ở trong chánh điện của chùa Giác Ngộ, bỗng dưng bay la là trên mặt đất, từ ở trong chùa ra tới trước cổng chùa, rồi bay dọc theo dòng lề đường của Quỷ Chí Thanh, rồi sau đó quay lại bay vào trong chùa Giác Ngộ, có lẽ là tất cả chúng ta sẽ trở nên rất thần tượng, đảnh lấy người đó như là một người đã chứng đắc được đạo quả Giác Ngộ giải thoát. Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ sử dụng những loại thân lực như vậy. Vì Đức Phật Thích Ca đã dạy tất cả những vị xuất gia là không nên sử dụng những loại phép màu như vậy, bởi vì cái đó nó dẫn đến chủ nghĩa tôn sùng cá nhân, nó dẫn đến chủ nghĩa lý tưởng. Trong khi đó bản chất của an vui hạnh phúc nó không liên hệ gì đến những phép màu của sự biến hóa, mà nó liên hệ đến phép màu của sự chuyển hóa. Biến hóa là mình làm ra những cách thức không có từ những cái có. Cơ sở của sự làm đó có thể là mà mắt ngã. Trong đó sự chuyển hóa đó, nó được diễn ra như là một nỗ lực tự thân thông qua con đường nhận thức và đời sống đạo đức của từng con người. Bồ Tát Địa Tạng là một nhân vật có được sự không thể nghĩ bàn về phép màu của sự giáo hóa. Các bậc phụ huynh học sinh thường có những tiềm năng của phép màu này. Là một người mẹ gương mẫu về đạo đức, đứng đắn về tư cách, có thể giúp cho những đứa con của mình trong tương lai trở thành những người công dân lý tưởng và đứng đắn cho xã hội. Ai làm được việc đó được gọi là người có phép màu về sự giáo hóa. Cái pháp màu này nó bắt nguồn bằng nghệ thuật của sự giáo dục, dạy con, dạy những người thân như thế nào để cho những người đó có thể tự lập, tạo ra của cải, tạo ra an vui, tạo ra hạnh phúc. Do đó thấy như từng đơn giản nhưng không đơn giản tí nào, nó cả một nghệ thuật. Phải hiểu rất rõ về nội dung tâm tánh và não trạng của người cần được giáo hóa thì mới có thể dẫn tới sự thành công. Sự tán dương thứ hai liên hệ đến lòng từ bi không thể nghĩ bàn. Bản chất của lòng từ bi liên hệ đến hai nội dung. Thứ nhất là nhổ lên được gốc rễ của nỗi khổ niềm đau mà những người thân người thương của mình đang bị vấp phải. Và thứ hai là làm thế nào để mang lại giá trị an vui hạnh phúc để lắp vào cái bế tắc của nỗi khổ niềm đau đó, như là một nghệ thuật của sự thay thế. Phần lớn chúng ta chỉ có thể chấm dứt được những điều tiêu cực và xấu thôi, và chúng ta cho rằng đó là cái cú gánh của giá trị ăn vui rồi. Chính vì lầm nhận điều đó mà rất nhiều người trong chúng ta lý luận rằng tôi đâu có làm xấu, tôi đâu có làm ác, cho nên tôi đâu cần phải đi chùa. Bởi vì giá trị của sự đi chùa là nằm ở chỗ lánh giữ làm lành. Đằng này tôi không có vi phạm pháp luật, sống một đời đạo đức gương mẫu thì đi chùa phỏng có giá trị gì? Lý luận sai lầm đó nó có thể dẫn đến tình trạng rất tiêu cực về con đường nhấn thân, có nghĩa là tốt cho bản thân mình nhưng không bao giờ muốn tốt cho những người khác. Theo tinh thần Đức Phật dạy, những người không vi phạm luật pháp xã hội, sống đời sống đạo đức, không có tội chứ chưa có phước. Không có tội là bởi vì nhờ giữ đời sống đạo đức, không có sát sanh, giết người, hại vật, không trộm cắp lừa đảo, không nói dối, nói tục, nói gây chia rẽ, nói tạo hận thù, không hưởng thụ các độc tố, không sử dụng xì ke ma túy, không ngoại tình, lừa đảo, v.v. Thì người đó sẽ có được cái cơ hội thoát khỏi nỗi khổ niềm đau của luật pháp, của tu đày, của trả đũa, của hận thù. Còn bản chất của hạnh phúc vẫn chưa có được, là bởi vì họ chưa gieo những hạt giống tích cực. Thì con đường đạo đức của nhà Phật đưa ra là bên cạnh việc không sát sanh, chúng ta cần phải gieo trồng các hạt giống của sự sống thông qua sự phóng sanh, thương người, thương vật, bảo vệ hòa bình. Chẳng những không có trộm cắp đồ của ai mà còn phải chia sẻ sở hữu tài sản của mình cho người khác, đặc biệt là những người đang lâm vào nỗi khổ niềm đau của thiên tai, của bất hạnh, của thiếu thốn,
đang có nhu cầu của sự giúp đỡ. Chẳng những không ngoại tình mà còn truyền bá con đường gương mẫu của đời sống hạnh phúc một vợ một chồng. Chẳng những không sử dụng những chất độc tố có thể hại đến thể chất thể trí, mà người Phật tử còn phải dấn thân vào con đường làm thế nào cho người khác bỏ những thói quen tật xấu đó. Chẳng những không ứng xử ở trong các mối quan hệ giao tế đem lại nỗi khổ niềm đau cho người khác, mà còn dấn thân một cách tích cực mang lại hạnh phúc an vui cho cuộc đời. Vế thứ hai mới là vế quan trọng, còn vế thứ nhất là chỉ mới giúp mình thoát khỏi nỗi khổ niềm đau thôi. Cho nên ở đây đó, Bồ Tát Địa Tạng đã thực hiện một cách toàn mãn về giá trị của lòng đại từ đại bi, tức là cái năng lực nhổ lên nỗi khổ và năng lực gieo trồng xuống hạt giống của an vui và hạnh phúc. Lời khen ngợi thứ ba đó là Bồ Tát Địa Tạng có trí tuệ không thể nghĩ bàn. Trí tuệ trong nhà Phật được quan niệm khác hoàn toàn và vượt lên trên giá trị của nhận thức, dù là nhận thức khoa học, nhận thức phương pháp luận, nhận thức của logic học, nhận thức của quy nạp tổng hợp loại suy vân vân. Ơi, tất cả những loại hình nhận thức đó chỉ là những biểu năng của ý thức nhị nguyên. Nó lệ thuộc vào điều kiện của sức khỏe, của môi trường, của điều kiện của hoàn cảnh, và không bao giờ nó cho chúng ta ra cùng một kết quả trong những tình huống khác nhau, hay là trong những tình huống giống nhau ở những môi trường thời điểm khác nhau. Trong đó người có tuệ giác đó, có thể không cần có văn bằng, không hề có vị trí xã hội, nhưng tất cả những thái độ nhận thức dẫn đến chủ nghĩa hành vi ứng xử trong đời sống của những người được gọi là có tự giác sẽ không bao giờ mang lại bất kỳ một tổn hại nào về hạnh phúc, về đạo đức, về tâm linh, về giá trị tinh thần cho mình và cho người. Cho nên tuệ giác thường là kết quả của một tiến trình tu tập đúng phương pháp. Nhờ có tu tập đúng phương pháp nên các hành giả sẽ không có rơi vào trạng thái hiểu sai, hiểu tiêu cực, hiểu không đúng về những gì Đức Phật đã dạy, và hành trì một cách rất là có bài bản. Và do đó trước nhất đó, họ sẽ có những nhận thức và những phán đoán dù rất nhanh chóng nhưng không bao giờ rơi vào trạng thái sai lầm để dẫn đến tình trạng phải nuối tiếc về sau. Chưa chỉ cần làm một bài toán nho nhỏ, xem xét lại những quyết định của mình về lý tưởng, về con đường, về gia tài, về sự nghiệp, về cách dấn thân, về sự giao tế, có lúc nào đó chúng ta có khởi lên một thái độ của sự nuối tiếc, ân hận, bức rứt, cắn đứt lương tâm, khó chịu, dai dứt, dày vò, thì lúc đó chúng ta biết rằng là những hành vi hay là thái độ dẫn đến chủ nghĩa hành vi đó là hoàn toàn thiếu đi yếu tố của trí tuệ. Con người có trí tuệ thì người sẽ hiểu được giải pháp an toàn trên nền tảng của lệ lạc. Cho nên bản chất của tuệ giác đó là một cái gì đó liên hệ đến sự tu tập đạo đức. Người có trí tuệ có thể không hiểu rõ về cái tức cấu tạo của những độc tố về phương diện lý thuyết, nhưng họ sẽ không bao giờ là người hưởng thụ những độc tố đó để dẫn đến nỗi khổ niềm đau, bệnh tật, làm cho thể chất và thể trí bị tổn hại. Chẳng hạn như một nhà kỹ sư hay là các nhà bác học có thể hiểu rất rõ về cái cấu trúc của một loại bom nguyên tử và cái tác hại tàn phá của nó đối với cuộc đời và con người nói chung, phân tích một cách rất là chi li và chi tiết, nhưng họ vẫn có thể bị ảnh hưởng xấu của những kiến thức sai lầm, thiếu nền tảng có đạo đức, mang lại nỗi khổ niềm đau, dẫn đến cái chết tập thể thông qua một sự ra lệnh cho các loại vũ khí độc hại đó trở thành mối đe dọa của sự sống. Người có kiến thức có thể làm những việc sai, trong đó người có tự giác có thể không biết chi về cấu trúc của một bom nguyên tử hạt nhân, cũng không hiểu rõ về cách thức tạo ra và những ảnh hưởng của nó cho cuộc đời. Nhưng những người có tự giác sẽ không bao giờ tạo ra những động tác
cho cái quả bom hạt nhân đó rơi xuống mặt đất, giết chết vô lượng vô số con người vô tội. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng được gọi là một vị hành giả dấn thân có được tuệ giác lớn. Bây giờ đó là các phán đoán về phương pháp dấn thân của Ngài đó đi tới đâu là mở cửa ngõ của an vui đến đó. Cho nên là những người Phật tử thì chúng ta cần phải phát huy tuệ giác và chánh kiến về phương pháp luận của đạo đức, về phương pháp luận của hành trì, về phương pháp luận của lý tưởng, của dấn thân, của sự nghiệp. Cái gì mà thiếu phương pháp, cái đó sẽ không mang lại kết quả thọ đạt. Lời khen ngợi cuối cùng đó là có một năng lực biện tài vô ngại. Biện tài là nghệ thuật hùng biện. Sự hùng biện trong trường hợp này không đặt trên tính khả thể của sự thắng và thua giữa mình và người, hơn và kém, giữa ta và người đối diện, mà biện tài trong trường hợp này là làm thế nào để thuyết phục một người rất là cố chấp bảo thủ về phương diện sai lầm liên hệ đến đời sống đạo đức, trở thành một con người thay đổi trọn vẹn cấu trúc tâm lý, nhận thức và hành động của người đó. Cho tiến trình thay đổi thói quen nhận thức sai lầm của con người là một tiến trình rất dài. Người ta nói là trồng cây cần phải mất 10 năm, nhưng trồng con người phải mất đến 100 năm. Nói như vậy là nói một cách trung bình thôi. Trên thực tế có những loại thói quen tiêu cực đó, phải gieo trồng chẳng những là 100 năm, mà nó còn có thể là 100 kiếp mới có thể tẩy rửa hết tất cả những não trạng tiêu cực bám víu ở trong nhận thức của con người từ nhiều đời kiếp về trước. Nên gieo trồng một thói quen xấu đó rất dễ, nhưng tháo gỡ sốc rễ xấu của nó ra khỏi mảnh đất tâm là một cái gì đó khó khăn vô cùng. Chỉ có những người có năng lực biện tài về đời sống đạo đức, mà bản thân họ phải là một gương mẫu về đạo đức, sẽ tạo ra một mẫu mực hành trì giúp cho những người khác có thể thực tập và bắt chước theo. Các nhà phụ huynh học sinh theo tinh thần Phật dạy phải là những người điển mẫu về đạo đức, thì lời nói của mình mới có thể tạo ra tính chất áp phê cho con cháu và học sinh nói theo. Còn nếu như mình nói hay nói giỏi mà mình không làm được thì chắc chắn rằng là con em của mình sẽ bắt chước theo mình, và do đó thái độ ứng xử của chúng sẽ có thể trở thành một cái gì đó rất quỵ biện. Nói có thể rất hay nhưng hoàn toàn sai lầm và mất hết tất cả những cơ sở nền tảng của sự hành trì, thì rõ ràng không thể nào mang lại bất kỳ một giá trị lệ lạc nào. Bồ Tát Địa Tạng đã hội đủ được bốn năng lực không thể nghĩ bàn đó, và nhờ bốn năng lực này Ngài đã mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Chính vì thế mà Đức Phật Thích Ca đã tán thán đúc kết lại rằng là dầu cho chư Phật, các vị Bồ Tát và tất cả con người trên hành tinh này có khen ngợi Bồ Tát này bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng cũng không bao giờ nói hết được những giá trị đóng góp của vị Bồ Tát đó cho sinh lực. Nghĩa là ai có được năng lực trí tuệ trong sự ứng dụng hành trì, ai có được năng lực của phép màu chuyển hóa, ai có được lòng từ bi và nhổ nỗi khổ niềm đau, và ai có được năng lực thuyết phục người khác làm cho họ bỏ con đường xấu đi về con đường lành, thì những người đó đều được gọi là những con người có chất liệu Địa Tạng, có hạnh nguyện Địa Tạng, có lý tưởng Địa Tạng, và bản thân của người đó chính là một trong những vị Bồ Tát Địa Tạng của thời hiện tại. Đối tượng của bản kinh Địa Tạng đã được rất nhiều trong chúng ta nghĩ một cách sai lầm rằng đó là các chúng sanh đã qua đời. Bản kinh Địa Tạng đã được sử dụng trong rất nhiều ngôi chùa như là một nghi thức cầu siêu. Ở đây đó, trong các lễ tang, người ta đã thọ trì suốt bộ kinh Địa Tạng trong mấy ngày qua để mong hồi hướng công đức cho người mất được siêu sanh, kẻ còn được phúc lạc. Chúng ta đã hiểu một cách rất sai cái triết lý của Địa Tạng ở chỗ là bản kinh này đã dành 80% cho người còn sống, chỉ có 20% cho người quá cố mà thôi.
Đọc vào 12 phẩm kinh Địa Tạng, chúng ta thấy chỉ có khoảng chừng một phẩm mấy đề cập đến cái kinh nghiệm của lòng hiếu thảo của Bồ Tát Địa Tạng ở trong những kiếp trước độ người mẹ ruột của mình. Còn tất cả các phẩm còn lại đều đề cập đến nghệ thuật của sự hóa độ, nghệ thuật của sự chuyển hóa, nghệ thuật ứng dụng làm thế nào để cho nỗi khổ niềm đau được phóng thích ra bên ngoài. Cho nên bản kinh Địa Tạng là dành cho tất cả mọi người chứ không phải dành cho người chết. Do đó đừng sử dụng bản kinh Địa Tạng như là một nghi thức cầu siêu, mà hãy dùng bản kinh Địa Tạng như là một nghệ thuật của sự chuyển hóa. Chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa hành vi, chuyển hóa thói quen. Có làm một cách có nghệ thuật đúng phương pháp thì sự chuyển hóa đó sẽ được diễn ra. Hình ảnh thứ hai nữa có thể dẫn đến một sự sai lầm rất lớn, đó là khái niệm về địa ngục. Được rất nhiều người trong chúng ta hiểu rằng đó là một cái ngục ở dưới lòng đất, Naraka trong tiếng Bali. Về phương diện nghĩa đen cũng là cái ngục dưới lòng đất. Nhưng trong các bản văn kinh Địa Thừa, khái niệm này được sử dụng như là một cục tù, một cửa ngục. Ý niệm của ngục tù và cửa ngục đó, nó có thể được hiểu dưới nhiều hình thức khác nhau. Nỗi khổ niềm đau cùng cực, sự hiểu lầm giữa hai bên, hoặc là những hành vi á, thương mà không biết sự chăm sóc, tạo ra sự lặng lặng và khổ đau. Hay là trong một đoàn thể, sự rạn nứt có mặt làm cho các thành viên trở thành thù nghịch với nhau. Hay là những hình thái của chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh kinh tế, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh của vùng miền, chiến tranh của màu da sắc tộc v.v. đều tạo ra vô số các loại ngục tù của nỗi khổ niềm đau giữa con người với con người. Cho nên khái niệm địa ngục đó phải được hiểu trong ý nghĩa biểu tượng và dân hóa Phật giáo là một ngục tù. Và ngục tù đó có thể xuất hiện dưới hình thái là một tâm tưởng, có thể xuất hiện dưới hình thái là một hành vi, có thể xuất hiện dưới hình thức là một con đường sai lầm mà chúng ta có thể tạo dựng ra một cách tình cờ hay là cố ý, một cách bị bắt buộc hay là như là một sự lựa chọn. Nói chung cái gì mang lại khổ đau, cái đó được gọi là ngục tù. Hiểu được rằng là bản chất của kinh Địa Tạng giúp chúng ta một nghệ thuật giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh, như là lời tựa của bản kinh Địa Tạng đã nói, phải làm thế nào đó để mở toàn cái cánh cửa ngục tù mà mình có thể đang là một tù nhân của bất hạnh, tù nhân của cố chấp, tù nhân của khổ đau, tù nhân của lòng vị kỷ, tù nhân của thái độ không rộng lượng, tù nhân của những cái gì đó mà mình chỉ biết lo cho thân phận bản thân mình. Tất cả những loại đó đều được gọi là ngục tù cả. Cho nên nghệ thuật của cái Địa Tạng là làm thế nào để giúp cho chúng ta có được một năng lực để tháo gỡ và giải phóng mình ra khỏi những ngục tù như vậy, chứ không phải là chỉ dành cho những người quá cố. Do đó trong những tuần thất, hay là khi một người thân nào đó vừa nhắm mắt liệt khỏi cõi đời này, nếu như gia đình có chọn những bản kinh Địa Tạng để tụng, thì phải hiểu rằng đây là một dịp rất quan trọng để cho tất cả những người còn sống mở toàn cánh cửa địa ngục cho bản thân của họ, nếu như trong quá khứ họ có làm điều gì bất thiện, và cùng nỗ lực làm thế nào để cho cánh cửa ngục tù ở những người đã quá cố được mở toàn ra. Sự hiểu lầm diễn ra giữa hai bên là một ngục tù. Cái ngục tù đó có thể làm cho hai bên gặp nhau mà không nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau thì là đi đọt cảm xúc cho nhau, làm cho nỗi khổ niềm đau ngày càng tăng, ngày càng lớn. Mà đến lúc đó, người đó không thèm phải đối chiếu hay là kiểm chứng, dầu cho có được minh bạch một cách rõ ràng, chân thật đi nữa, thì cái người hiểu lầm tạo ra một ngục tù của nỗi khổ niềm đau trong mối quan hệ đó, vẫn không bao giờ có thái độ muốn buông cái ngục tù đó. Có nhiều người nói thà tôi chết tôi ôm theo cái mối hận này, tức là sẵn sàng ôm ngục tù khổ đau để chết, thay vì buông nó, hiểu rằng nó chỉ là một sự hiểu lầm, nó chỉ là một sự tạm bợ, nó là một cái gì đó vô thường, nó là một cái gì đó không có thật, thì nỗi khổ niềm đau có chỗ nào để bám víu đâu. Thái độ cố chấp là một ngục tù, tự ái sai lầm là một ngục tù, sĩ diện sai lầm là tự sát cũng là một ngục tù. Tất cả những thái độ tâm lý đó
sẽ là những dây xiềng, dây xích chói chúng ta, làm cho mối quan hệ tình thân giữa mình và người không thể tiến xa hơn. Nếu đã được thiết lập rồi thì nó bị cột chân là một chỗ, nếu chưa được thiết lập thì nó vĩnh viễn sẽ không có mặt. Ý nghĩa của tu là như vậy. Đối tượng của bản kinh Địa Tạng là làm thế nào để tháo mở cái xiềng xích ngục tù đó cho hai loại hình con người, được bản kinh này gọi là tội và khổ. Có những người có tội, nhưng có những con người là không có tội mà chỉ bị khổ đau thôi, do về thiếu phương pháp của sự sống, do về thiếu phương pháp của giao tế, do về thiếu phương pháp của hành nghề, do về thiếu phương pháp của nhận định, đánh giá, ứng xử, mà nỗi khổ niềm đau đã có mặt khắp mọi nơi. Họ có thể rơi vào tình trạng của nỗi khổ niềm đau từ một cái gì đó tình cờ, sai lầm, chứ không hề có cố ý. Còn những người được gọi là tội đó thì chắc chắn rằng họ có thể đi vào con đường xấu, và bản chất của con đường xấu này có thể mang lại những điểm bất hạnh cho những người thân, cho những người thương. Hai loại hình chúng sanh đó, hai loại hình con người đó chính là đối tượng cần được tất cả chúng ta quan tâm, để làm thế nào đó giúp cho họ chặt đứt được ngục tù của khổ đau. Bản chất và nội dung chính của kinh Địa Tạng là nằm ở mấu chốt này. Sau khi Đức Phật đã phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng trong lúc ngài còn rất trẻ, và Bồ Tát Địa Tạng đã tiếp nhận lãnh hội những điều giáo huấn của Đức Phật Như Lai Thế Tôn và tuyên thệ rằng: xin ngài hãy an tâm, công việc này con đã làm từ vô lượng kiếp rồi, bây giờ con tiếp tục làm một cách có nghệ thuật hơn, để có thể hóa độ cho nhiều chúng sanh cũng cùng trong những cảnh huống của nỗi khổ niềm đau. Trao và nhận là một hệ thuật. Trong một gia tài của đạo đức mà người tiếp nhận không biết cấp đó, thì gia tài đạo đức này sẽ trở thành những vật vô giá trị. Phải trao đúng người, nhận đúng hướng, áp dụng đúng phương pháp thì giá trị của sự trao truyền này mới có kết quả. Ở trong một gia đình cũng vậy, đứa con hư đốn, thôi chị làm ăn, ấy thế mà cha mẹ vì thương con quá giao cả gia tài cho đứa con, thì cũng giống như là giao tiền cho lửa, tài sản, gia tài, sự nghiệp đó sẽ bị sụp đổ trong một thời gian ngắn của sự ăn chơi và hưởng thụ. Ở đây Đức Phật đã giao tất cả các con người với nỗi khổ, với niềm đau, với tội lỗi cho Bồ Tát Địa Tạng, một vị Bồ Tát mang hạnh nguyện của sự dấn thân, thì sự trao truyền và giao phó đó sẽ tạo ra một kết quả của sự an tâm. Trong một gia đình thường cũng có tối thiểu là một con người có tinh thần trách nhiệm cao. Khi làm việc gì đó mà giao cho người có tinh thần trách nhiệm đó thì công việc này được gọi là đặt gánh nặng xuống, mà không còn phải lo nữa. Các ông giám đốc, những người làm lớn, những người quản trị đó mà có những người trợ lý đắc lực thì rõ ràng kết quả của sự quản trị này là một cái gì đó mang lại nhiều sự vui và thành công. Cho nên Như Lai Thế Tôn đã giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng là chọn đúng người, và sự giao phó đó sẽ chắc chắn mang lại kết quả. Và do đó khi tất cả chúng ta giao gia tài sự nghiệp cho con cái thì phải biết con cái mình có tính khí như thế nào, thói quen ra làm sao, siêng năng hay lười biếng, để có thể uốn nắn làm cho đứa con của mình trở thành có giá trị về sau này. Điều đó được Như Lai Thế Tôn giảng giải bằng các nghệ thuật, rất là có nghệ thuật. Thứ nhất ngài nói là phải làm thế nào đó để nhổ lên gốc rễ của khổ đau. Khổ đau thường có gốc rễ chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Có nhiều người có thói quen đổ lỗi cho người khác, cho môi trường, điều kiện, hoàn cảnh xung quanh, cho giai đoạn lịch sử. Dĩ nhiên nó vẫn có những tác động nhất định nào đó, nhưng nếu quy kết tất cả mọi trách nhiệm của nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời, cho người khác, thì người đó sẽ thiếu đi trách nhiệm bản thân để làm thế nào đó tìm ra một giải pháp để thoát ly khỏi bế tắc hiện tại. Cho nên quy kết lỗi lầm và thất bại cho người khác không phải là một giải pháp. Nhà Phật thường dạy con người có khả năng thích ứng,
Trên nền tảng của sự quán chiếu nhìn lại bản thân mình, tại sao thất bại có mặt, tại sao nỗi khổ niềm đau đang vẫy chào mình, tại sao người khác xa lánh mình, tại sao cuộc đời hắt hủi mình, nó ít nhất có một cái gì đó bất ổn, ít nhất thông qua sự giao tế thiếu nghệ thuật, ít nhất có thể nó là một cái gì đó liên hệ đến sự hiểu lầm, ít nhất nó có thể là một cái gì đó bao gồm luôn cả mình và cả người, chủ quan và khách quan. Phải bình tĩnh, phải lắng tâm dữ lắm thì mới có thể tìm ra được gốc rễ của những khúc mắc. Mà không á, chúng ta sẽ tạo ra nhiều quan trái, nhiều quan khiên cho mình và cho người. Gốc rễ của khổ đau có thể được sánh ví như một loại cỏ đặc biệt, thường được sử dụng để chống lũ, chống lụt. Một nhà khoa học của Việt Nam tại Brisbane của bang Queensland, Úc Châu đã sử dụng một loại cỏ đặc biệt của người Ấn Độ, sau 10 năm lai tạo là thay đổi cấu trúc gen của nó hoàn toàn. Từ một cái loại giống cỏ đó, nó có chiều sâu gốc rễ chừng 4 thước cắm dưới lòng đất, đã trở thành một loại cỏ có thể tạo ra gốc rễ của 12 thước. Cái thứ hai nữa là loại bông của những loại cỏ này nó không tạo ra tiến trình của sự lây lan, giống như các loại cỏ khác. Khi một cơn mưa xuống thì mỗi một bông cỏ sẽ tạo lên một cây cỏ mới. Còn đằng này đó, cây cỏ được gieo trồng ở chỗ nào thì nó sẽ bám rễ ở chỗ đó, giống như là một cái bụi xả. Sự lớn dần của nó sẽ được diễn ra theo một cách thức rất là lâu, bao bọc cái cây đầu tiên rồi trở thành một chùm cây, chứ không có lây lan như những loại cỏ bình thường. Người ta đã ứng dụng loại cỏ này để đắp vào các bờ đê, gọi là trồng dọc theo các bờ đê để chống cái mùa nước lũ, rất thành công và rất có kết quả. Sự bám rễ sâu chắc của vấn đề nỗi khổ niềm đau nó còn hơn rất nhiều lần cái loại cỏ đó. Có nhiều người bám vào nỗi khổ niềm đau của mình như là một sự hãnh diện, hay là như là một sự sĩ diện, hay là như là một sự tự ái, như là một thái độ chấp trước, hay là như một nhận thức sai lầm, như là một sự hiểu lầm. Nó có nhiều cái gốc rễ khác nhau để dẫn tới nỗi khổ niềm đau đó. Đức Phật dạy là muốn dấn thân quá độ người khác, giúp cho người khác được vui đó, thì điều tốt nhất là phải nhổ lên cái gốc rễ của khổ đau này. Đừng bao giờ để cho ai phải bị đọ vào địa ngục. Tức là nói một cách khác, theo ngôn ngữ hiện đại là đừng bao giờ tạo cửa ngục tù cho ai đi vào. Đừng bao giờ tạo ra những ngục tù khổ đau giữa mình và người thông qua các mối quan hệ. Bởi vì khi vào tù rồi là không có ngày ra. Ở trong tù gỡ lịch mỗi ngày có lẽ buồn thảm lắm. Dân gian thường nói là một ngày thù bằng nghìn thu ở ngoài. Lời nói người xưa đâu có sai, quả thực là đúng vậy. Yếu tố tâm lý sẽ làm cho thời gian của một tù nhân kéo dài, cũng là 1 giờ 60 phút, mỗi phút 60 giây. Ấy thế mà người đó có cảm giác nó gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần, thông qua cái cường độ và áp suất của sự mong đợi cái ngày được mãn hạn tù, mình có thể nhìn thấy được bầu trời xanh, không khí trong lành, đời sống sinh hoạt như là một người bình thường. Cái dòng cảm xúc ức chế đó đã làm cho rất nhiều người sợ hãi, hoảng hốt, tưởng rằng và về sau sẽ không còn tái phạm. Nhưng cũng có rất nhiều người trải qua một giai đoạn ở trong tu rồi trở thành chai lì. Họ không còn sợ tội, sợ lỗi gì nữa, bởi vì nỗi khổ niềm đau cùng nhất là ở tù đã trải qua, và họ đã cảm thấy rằng cái đó không đủ áp phê để có thể ngưng cái vó dày của nỗi khổ niềm đau mà họ có thể gieo dắt cho những người khác. Đối với những tình huống đó, quả thực là cái mức độ lây lan có thể tạo ra một cái ảnh hưởng rất là tiêu cực cho cộng đồng. Đức Phật đã phán chúc là làm thế nào để cho các con người nói chung đừng bao giờ rơi vào một tình trạng sống ở trong những ngục tù của khổ đau. Trước khi trở về lại Việt Nam thì chúng tôi có đi ngang một trung tâm tù ở bang Adelaide. Các trung tâm tù ở Úc Châu thường cắt gần các phi trường với một lý do rất đơn giản, là thỉnh thoảng cái nhu cầu chuyển đổi tù nhân từ bang này sang bang khác
nó sẽ diễn ra một cách nhanh chóng dễ dàng để giảm cái cơ hội tối đa của việc tẩu thoát. Việc di chuyển tù nhân từ một trại tù gần một phi trường từ bang A sang một bang B có thể thực hiện một cách dễ dàng nhờ vào yếu tố gần phi trường này. Chúng tôi được các nhân viên xã hội của Úc cho biết rằng là mỗi một tù nhân tại đất nước Úc trong vòng một tháng như vậy, cái chi tiêu cho họ và các phương diện lên đến 1.100 đô. Trong khi đó chế độ an sinh xã hội thông thường dành cho những người thất nghiệp, nghèo già, những người già, những người nghèo, những người bất hạnh, những người bị bệnh tật không có thể có khả năng tự lo lấy mình chỉ có khoảng 800 đô một tháng thôi. Trong đó tù nhân được hưởng cái chế độ đến khoảng 1.100 cho đến 1.500, tùy theo vị trí gần và xa và các phương tiện đầy đủ hay là thiếu thốn. Ở đây đó là chính phủ Úc Châu và rất nhiều chính phủ phương Tây đã bắt gặp được cái chất liệu giáo dục của nhà Phật ở chỗ rằng cái việc cầm tù một người nào đó không phải để cho người đó tưởng tới già, mà là một cơ hội mang chất liệu sự giáo dục đến cho họ. Họ vẫn có những quyền căn bản của con người, được giải trí, được xem phim, được nghe băng cassette, được nghe đài, được đọc sách báo, được tạp chí, được ăn ngày mấy cử, có những sân thể thao, có những nơi vui chơi giải trí, không thua kém gì những người bình thường bên ngoài, ngoại trừ một điều là không có tự do đi lại. Chỉ với sự giam cầm như vậy thì mục đích của việc chuyển hóa có thể được thiết lập. Làm thế nào đó để cho tình trạng tính cách bị cầm tù ở tù thông qua con đường của nỗi khổ niềm đau đó không được diễn ra. Bằng không đó, nếu nó kéo dài đó, cuộc đời này trở nên rất bất ổn. Ở một quốc gia nào mà các thống kê xã hội cho thấy là tù nhân quá nhiều thì chúng ta biết rằng xã hội đó là xã hội bất ổn. Kẻ tội lỗi quá nhiều thì nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt. Cho nên tinh thần của Kinh Địa Tạng dạy thế nào để chúng ta phá tan hết tất cả những ngục tù thông qua phương pháp của sự chuyển hóa. Chỉ thông qua con đường của sự chuyển hóa này, những người xấu, những người ác và tiêu cực họ biết cách để họ thay đổi tánh tình của mình. Còn khi vi phạm ăn cắp thông qua một bàn tay, đối với một số luật lệ của Trung Đông sẽ bị tuyên án chặt đứt cánh tay đó. Dĩ nhiên người đó sẽ không có cơ hội để ăn cắp ở trong tương lai, nhưng cái tâm ăn cắp, ý tưởng ăn cắp và thói quen nó chiếm đoạt sở hữu tài sản của người khác không thể nào được nhổ ra khỏi tâm được. Cho nên nhà Phật dạy làm thế nào để tháo gỡ cái gông cùng ngục tù về phương diện nhận thức trước. Sau đó đó, như là một hệ quả tất yếu, các hành vi tiêu cực và xấu đó về phương diện tai chân, lời nói, việc làm sẽ tự động được tháo gỡ thôi. Cho nên Như Lai Thế Tôn đã dạy rất rõ là làm thế nào để cho chúng sanh đừng bao giờ rơi vào đời sống ngục tù. Trong hơn một năm qua, chúng tôi có cơ hội đi quỹ lạo và giảng pháp cho Trung tâm Tăng Hiệp ở Bình Phước. Tiền thân của trung tâm này là một trại tù, bây giờ nó được đổi lại trở thành một trung tâm bảo trợ xã hội. Mà giai đoạn chuyển tiếp từ một trại tù đến một trung tâm bảo trợ đó, nó là một cái trại cải huấn. Khái niệm của tù nó liên hệ đến đầy khổ đau chằng chốc chồng chất, và dĩ nhiên phải có người canh kẻ gác, rồi có chìa khóa, có đóng cửa. Trong đó trở thành một trại cải huấn rồi dẫn đến một trại bảo trợ xã hội lao động đó. Lúc bấy giờ sự quản lý nó sẽ đơn giản hơn nhiều và chất liệu của sự giáo hóa sẽ bắt đầu được có mặt. Giá trị của sự thay đổi này rất lớn. Nhiều nhà tù phương Tây đã phải đóng cửa khi tù nhân không có. Các trại tù đóng cửa thì nó là một nỗi vui mừng của xã hội và thế giới nói chung. Phần lớn các trại tù ở phương Tây là do tư nhân quản lý chứ không phải do nhà nước. Tư nhân cho nhà nước thuê, để lúc nào không có tù nhân nữa thì nhà nước sẽ không còn thuê của tư nhân, thì tư nhân phải bán thôi. Các bản án tử hình ngày xưa bây giờ giảm xuống còn tù trung thân. Các bản án tù trung thân ngày xưa bây giờ giảm xuống còn 20 năm. Các bản án ngày xưa 20 năm bây giờ chỉ còn 10 năm thôi.
Người ta nỗ lực tạo giá trị chuyển hóa trong tâm thức hành vi của một tù nhân để cho họ làm mới cuộc đời ngay lúc họ đang còn sống. Sự bắn họ rồi đó, họ có ăn năn hối lỗi, họ cũng có hội làm lành. Cho nên cái hạt giống tiêu cực đó vẫn tiếp tục đi theo đuổi họ trong đời sau, thì rõ ràng hoàn toàn không có lợi. Muốn làm được công việc nhổ lên gốc khổ đau thì Đức Phật dạy tiếp là phải nhận dạng tâm đề của chúng sinh. Đức Phật là nói rất rõ là tâm tính của chúng sinh vô định. Có những người lúc đầu làm những việc lành thì việc làm đó chưa được gieo trồng bao nhiêu thì trở thành người đã từ bỏ con đường làm đó với những lý do điều kiện rất thích hợp. Trong khi đó những người rơi vào con đường xấu ác thì ngày càng lún lút sâu và không có cơ hội để thoát ra. Ba câu tuyên ngôn này dù rất là ngắn gọn nhưng nói lên được bản chất tâm lý học tội phạm mà cuộc đời này đã có thể có rất nhiều những con người như vậy. Tâm lý học tội phạm đó cho phép chúng ta hiểu rằng cái lỗi lầm như là bản chất và thuộc tính của người phàm. Thế ai còn là người phàm thì người đó có thể có lỗi lầm, có thể có sai lầm, có thể có tội lỗi. Nhưng ý thức về sự sai lầm và tội lỗi đó như một nỗi khổ điều nào cần phải được chữa trị đó, sẽ là một cửa mà mở ra một phương hướng mới, một con đường mới thênh thang hơn. Giá trị giáo dục của nhà Phật là nằm ở cái độ nhận thức rõ được điều này để thay đổi lấy chính mình, làm mới được cuộc đời, chứ không có than trời trách đất rồi buồn thân phận, đai nghiến bản thân, hành hạ thân xác, chù dập cơ thể này để cho mình trở nên thân tàn ma dại, hoàn toàn không có giá trị. Tính cách vô định của con người đó được hiểu như là một cái gì đó liên hệ đến nhận thức thiếu chánh kiến. Tức là mình nhận thức mình không biết là cái điều đó có đúng hay là sai. Phán đoán quyết định này không biết có lợi hay có hại. Con đường đi tới phía trước á, không biết là nên hay là không. Chần chừ do dự tính tới tính lui khi mà quyết định á, thì kết quả của nó trở thành một cái gì đó rất trái ngược, vì cơ hội đã qua rồi thì không bao giờ trở lại lần thứ hai. Nói chung là ai có thái độ do dự, chần chừ, bằng thần không dứt khoát là người đó chưa có được trí tuệ. Thì thái độ đó thì chính là những yếu tố dẫn đến cái tính cách chấp nhận sự đưa đẩy của hoàn cảnh, để dẫn đến tình trạng chấp nhận có một thân phận, một định mệnh được an bài bởi ông Thượng Đế hay Thần Linh. Trong khi đó nhà Phật dạy là không hề có định mệnh. Định mệnh có chăng là do thái độ chấp trước của chúng ta trong những cách thức không muốn nỗ lực để thay đổi cuộc đời của mình. Bản chất của sự chấp trước đó là một định mệnh. Bỏ đi chấp trước thì mọi thứ có thể được đổi thay. Cho nên làm thế nào để thấy được tính cách không định đó, để giúp cho chúng ta không bao giờ ỷ lại vào cái tốt của mình trong quá khứ, vào cái tốt của con em mình trong những thời gian qua. Nó có thể bị sai lầm, bản thân chúng ta có thể bị pháp ngã, con đường suy thoái đạo đức có thể được diễn ra, mặc dù quá khứ của chúng ta và những người thân, người thương có thể rất tốt. Cái đó được gọi là bất định, là vô định. Như vậy là hiểu được cái học thuyết vô định về cảm xúc, về nhận thức, về hành vi, chúng ta không được cho phép mình hãnh diện tự hào rằng tôi không bao giờ bị sai lầm, tôi không bao giờ bị tội lỗi, tôi không bao giờ có thể mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác. Hãy nghĩ rằng tính khả thể về những tình huống tiêu cực đó có thể diễn ra với ta và người bất cứ lúc nào sẽ làm cho mình trở nên rất thận trọng và sáng suốt trong những gì mà mình sẽ làm cho người khác. Nó là cửa ngõ để chặn đứng được nỗi khổ niềm đau. Hoàn cảnh đưa đẩy là một cái gì đó cho chúng ta thấy là nó có sự thay đổi. Bản chất sự thay đổi không cho phép chúng ta chấp nhận có định mệnh. Chúng tôi xin nêu một ví dụ rất đơn giản. Ai bảo rằng là bò chỉ biết ăn cỏ? Định đề bò chỉ biết ăn cỏ chỉ có thể đúng đối với những người và những khu vực mà đời sống nông nghiệp chăn nuôi gia súc ở nơi đó chưa phát triển, và cái quan niệm tôn giáo cho đây nó không có diễn ra theo một cách thức tôn thờ bò như là một thần linh.
tại Ấn Độ đó, đối với những người theo Ấn Độ giáo thì bò được tôn thờ. Cho nên bò đi ngoài đường, có mặt ở các ngã phố, chúng có thể ăn thực phẩm như là bánh mì, cơm gạo, trái cây của con người cho. Có những con bò trong thành phố New Delhi, suốt cả cuộc đời của chúng từ khi mới sinh ra cho đến lúc qua đời không hề biết ăn cỏ là gì. Ai bảo rằng là thân phận của con bò chỉ có biết ăn cỏ và cày sau cuốc bẩm? Bò của Ấn Độ không hề cày sau cuốc bẩm, đưa người ta trọng vọng cung kính như là thần linh, vì chúng cung cấp sữa, thực phẩm cho con người. Thậm chí phân của chúng còn có thể trở thành nhiên liệu cho rất nhiều gia đình nghèo khó ở nông thôn, và trở thành một dược chất để trị những cái chứng bệnh gào, tóc bạc, tóc xấu và tóc không tốt, không khỏe. Cho nên chỉ có thay đổi về quan niệm tôn giáo và môi trường từ một cái địa dư của Ấn Độ sang địa dư của những nước nông nghiệp nghèo khó như Việt Nam, Campuchia, vân vân, cho ta thấy là thân phận của con bò đã khác rất nhiều rồi. Cho nên cái đó được gọi là vô định. Con bò ở Ấn Độ có thể ăn thực phẩm giống như con người, nhưng con bò ở Việt Nam thì phải cài sau cuốc bẩm thôi. Thì cái vô định đó cho phép chúng ta tin rằng không có định mạng. Sau khi con người phát tâm làm lành lánh dữ thì phần lớn là bị thói thắt. Định đề này là tính khả thể của thói quen. Có nhiều người Phật tử lúc đầu mới đi chùa đó, luôn luôn có tâm niệm và thái độ rằng là mình sẽ trở thành Phật, mình sẽ trở thành thánh, mình sẽ trở thành một nhân vật đặc biệt. Đi cả ban đêm đến chùa tụng kinh, ở chùa A xong rồi qua đến chùa B tụng tiếp, xong chùa B tới chùa C tụng tiếp. Thậm chí có nhiều Phật tử tinh tấn đến độ khuya cũng đến chùa tụng kinh, giống như là các vị xuất gia. Sau thời gian 3 năm, 4 năm, có nhiều người chỉ có 3-4 tháng thôi, sự tinh tấn đó chỉ còn lại 1/10. Rồi từ từ có nhiều người thôi, bây giờ chuyện gì chim chùa tôi cũng biết hết trơn rồi, kinh kệ tôi cũng thuộc lòng rồi, đi chùa chi nữa. Nó cũng là một sự thoái thất. Và thoái thất đó nó có cơ sở biện hộ rất rõ rằng là tôi là Phật tử tuần hành, tôi biết hết trơn rồi, tôi hiểu kinh rồi, tôi hiểu kệ rồi, tôi thuộc hết những gì Phật dạy rồi, thì cuối cùng bỏ mất cơ hội làm gương cho người khác. Chứ ta phải nhớ là bản chất của sự đi chùa không chỉ là một yếu tố là huấn luyện đời sống đạo đức cho bản thân mình, mà còn là một nền tảng giúp cho thế hệ con cháu của mình noi theo. Chứ ta chỉ cần liên tưởng như là Thế Tôn đã thành đạo rồi, giác ngộ giải thoát, mỗi ngày ngài vẫn ngồi thiền. Dĩ nhiên sự ngồi thiền của ngài không phải là cho bản thân ngài, mà cho đệ tử của ngài, cho những người khác. Cho nên dầu mình có hiểu kinh, dầu mình có biết rõ về lời Phật dạy, có thể tự hành trì không cần có sự hướng dẫn, vẫn đúng và thành công, chúng ta vẫn tiếp tục đi chùa. Bởi vì chúng ta đi cho người khác, đi cho con cháu. Mỗi lần có dịp đi đến chùa, con cháu có cơ hội chở chúng ta đi, như vậy là cả mẹ lẫn con cùng đi, cả cha lẫn con cùng đi. Chúng ta phải thỉnh thoảng tạo điều kiện như vậy cho cả thân bằng kỹ thuật đi cùng một con đường, đi một phương hướng, và giá trị lệ lạc của nó sẽ dài hơn. Như là Thế Tôn đã xác định rằng là ngài đã tùy theo căn tánh của chúng sinh mà quá độ, không bao giờ lấy một triết lý chung áp dụng cho mọi tình huống, không bao giờ lấy một bài học để rút kinh nghiệm cho mỗi con người, không thể nào lấy một công thức để phổ biến cho các hoàn cảnh khác nhau, mà phải hiểu rất rõ căn cơ, trình độ, môi trường, hoàn cảnh sẽ khác biệt như thế nào sẽ dẫn đến những giá trị hoàn toàn khác nhau. Cho nên phải có gia và giảm, có thêm và bớt, có nhiều và ít, có ứng dụng cách thức này hoặc cách thức nào khác nhau. Kế tiếp là Như Lai Thế Tôn dạy là những người dấn thân phải có một thái độ nâng đỡ người bị té quỵ bởi nghiệp lực của họ, té quỵ bởi những hành động xấu trong quá khứ mà họ đã gieo, té quỵ bằng nhận thức sai lầm, té quỵ bằng đời sống đạo đức suy thoái, té quỵ bằng sự cám dỗ của người thân, té quỵ bằng sự đua đòi, ăn chơi, sao đỏ, vân vân. Có nhiều hình thái té quỵ khác nhau. Nhưng Đức Phật nói là luôn luôn những người có tinh thần Địa Tạng và có tinh thần Bồ Tát là phải trợ giúp những người là ít nhất là có ý niệm hướng về điều lành. Và thậm chí có những người không hề biết lành là gì,
suốt cả một cuộc đời làm những điều bất thiện, nhưng ít nhất có một lần nào đó có một điều lành, dầu là một sợi lông mảy, tóc giọt nước, hạt bụi nho nhỏ thật không đáng kể là bao nhiêu, chúng ta vẫn nhìn thấy được cái tiềm năng của hạt giống thiện này có cơ hội được phát triển trong tương lai. Nhìn thấy tiềm năng của sự hồi đầu là một trong những cách thức để mở cửa hạnh phúc cho những người đã từng có những sai lầm. Để thừa nhận sai lầm như là một thuộc tính của người phàm, để chúng ta mở cửa ngõ cho người phàm đó trở thành một bậc thánh. Nhờ thái độ đó chúng ta mới có cơ hội nâng đỡ một người từ thấp trở thành cao, từ tiêu cực trở thành tích cực. Và ai làm được điều đó thì Như Lai Thế Tôn xác định rất rõ rằng sẽ đạt được 28 điều lợi ích về phương diện tánh tình, về phương diện là giá trị, về phương diện ngoại hình, về phương diện nhận thức, về phương diện của cải tài sản gia tộc nhân dân. Bản kinh nêu rất rõ. Sau khi Như Lai Thế Tôn trình bày 28 lợi ích căn bản mà một con người dấn thân có thể mang lại giá trị lợi cho cuộc đời, thì trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng đã đứng lên tán thán Bồ Tát Địa Tạng và xin Như Lai Thế Tôn hãy một lần nữa trình bày một cách cô đọng hơn những giá trị lợi lạc cho bất kỳ một hành giả nào ứng dụng hành trì hành Địa Tạng. Như Lai Thế Tôn đã nêu ra có 8 lợi căn bản. Thứ nhất là người hành trì sẽ tốc siêu thánh địa, có nghĩa là có cơ hội thay đổi mảnh đất tâm của người phàm trở thành một mảnh đất tâm của bậc thánh. Thái độ nhận thức ứng xử của mình trước đây rất chấp chước, bây giờ trở thành một người rất thoáng, rất mở, rất an vui, không còn là những người tiêu cực nữa. Giá trị thứ hai là ác nghiệp được tiêu trừ, tức là tất cả những việc làm xấu trong quá khứ là nhờ những nỗ lực của tự thân ở hiện tại làm mới, làm thay đổi, làm vận mệnh không còn là một cái gì đó đè lên nỗi khổ niềm đau của mình, thì lúc đó nó, các hạt giống tiêu cực đó sẽ không còn có cơ hội để ẩn chứa và sống được. Giá trị thứ ba là chư Phật hộ niệm. Ở đây chúng ta thấy là chư Phật hộ niệm chỉ khi nào chúng ta đạt được hai điều kiện căn bản vừa nêu, đó là bản thân tâm tính của mình phải vươn lên trên mảnh đất thánh, cho tâm đạo đức, tâm tâm linh, tâm giá trị, tâm ăn vui phải được gieo trồng, phải được vung bới, phải được tưới tẩm, rồi mình phải nỗ lực thay đổi ác nghiệp của mình, thì lúc đó chư Phật mới hộ niệm, và giá trị hộ niệm này như là một kết quả tất yếu của đời sống đạo đức mà thôi. Giá trị thứ tư là bồ đề tâm bất thối, có nghĩa là cái hạt giống nhận thức hướng về sự an vui, giác ngộ và giải thoát không bao giờ làm cho mình thối thất hay là bị suy thoái đạo đức. Đạt được một trình độ tâm linh thông qua con đường hành thiện, chuyển hóa nội tâm rồi thì người đó sẽ vĩnh viễn không còn bất cứ một điều kiện hoàn cảnh nào có thể làm cho người đó bị thay đổi nữa. Điều lễ thứ năm là tăng trưởng được bổn lực, tức là năng lực của người đó, tiềm năng của người đó ngày càng lớn, ngày càng gia tăng, ngày càng phát triển một cách rất tự nhiên, từ cấp số cộng lên cấp số nhân, một cách tăng dần điều, một cách lớn mạnh. Các hạt giống tốt cần phải được gieo trồng theo một cách thức nó có thể trở thành một cái nguồn phục vụ hỗ trợ cho đời sống sinh hoạt của mình. Giá trị thứ sáu là túc mạng giai thông, tức là hiểu rất rõ về quá khứ của hiện tại, hiểu rất rõ về quá khứ của quá khứ, hiểu rất rõ quá khứ của hiện tại là chúng ta nhớ được, biết rõ được nguyên nhân sai lầm của mình, những nỗi khổ niềm đau, những cội nguồn của hạnh phúc, những cách thức ứng xử, ai đúng ai phải, mình đúng mình sai như thế nào, nhưng một cách rành mạch để giúp cho chúng ta những bài học kinh nghiệm ở hiện tại và không bao giờ tái phạm trong tương lai. Hiểu được quá khứ có nghĩa là chúng ta thấy rõ được những hạt giống mà mình gieo trồng trong đời trước, thông qua những hậu quả tiêu cực mà mình đang đối diện ở đời sống hiện tại này. Không phải mọi thứ bỗng dưng mà có, nó có những gốc rễ của quá khứ liên hệ đến hiện tại, hiện tại liên hệ đến tương lai. Nhưng có điều nhà Phật không bao giờ cho rằng quá khứ quyết định tất cả. Quá khứ chỉ có 1/4 con đường, hiện tại 3/4,
Cho nên ai nỗ lực, ai phấn đấu thì sẽ làm cho cuộc đời mình được thay đổi. Và cái kết quả của sự an vui cuối cùng đó là tất cánh thành Phật, tức là trước sau gì người đó cũng trở thành một vị Phật trong tương lai. Giá trị này là giá trị rất khác với các tôn giáo. Các tôn giáo chỉ dạy chúng ta là trở thành một con chiên, một tín đồ, một tín hữu, hay là quỳ hưởng nhân đức Chúa sau khi chúng ta qua đời ở trên thiên đàng là hết. Chứ chúng ta không bao giờ trở thành một vị Chúa trong tương lai, vì Chúa là độc nhất, tức là tính cách độc tôn, tính cách cục bộ vẫn có trong các tôn giáo. Trong khi đó Đức Phật dạy chúng ta không phải là để trở thành lê thuộc Ngài, trở thành là những người ủng hộ Ngài, mà Ngài dạy chúng ta cái nghệ thuật để trở thành Ngài trong tương lai, tức là ngang bằng với Ngài. Tất cả những người con trong tương lai sẽ trở thành cha và mẹ của những người con. Tất cả những người cháu sẽ trở thành cha và mẹ. Tất cả những học sinh sẽ trở thành các thầy cô giáo. Tất cả những em bé sẽ trở thành người lớn. Tất cả những ngọn núi nho nhỏ sẽ trở thành một ngọn núi vĩ đại. Cái sự tăng trưởng lớn dần như là một tiến trình tất yếu của phát triển thôi. Đức Phật Như Lai Thế Tôn nói con đường đạo đức cũng vậy. Bây giờ con là phàm phu, nhưng sau một thời gian phấn đấu tu tập, thay mình đổi dạng nhận thức và đời sống đạo đức, thì người đó sẽ lột được sát phạt. Và chỉ với những cách thức đó đó thì giá trị ăn vui sẽ có bạn. Cho nên bản kinh Địa Tạng này dạy chúng ta một nghệ thuật làm thế nào để khai thác mảnh đất tâm. Và khi mảnh đất tâm được khai thác, làm cho các hạt giống tiêu cực không có chỗ bám víu tồn tại, thì những hạt giống tích cực mới có cơ hội để phát huy. Làm được điều đó, Đức Phật xác quyết với chúng ta rằng chúng ta đang là một con người dùng một động lực rất mạnh để dọn tan cửa ngục của khổ đau mà mình có thể đang đối đầu, như một thách thức rất lớn trong quá khứ, trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Chúng tôi xin kết thúc buổi giảng về phẩm thứ 13 một cách rất là ngắn gọn. Nếu ai muốn hiểu rõ thêm thì có thể đọc vào chánh kinh để thấy rõ được giá trị của 28 điều lợi ích là gì. Nó chỉ là kết quả của sự làm cho giống tâm linh của chúng ta được nở, và làm thế nào để phá vỡ được ngục tù của cố chấp, của hận thù, của cực đoan, của tiêu cực, vân vân. Ai làm được điều đó thì người đó sẽ trở thành an vui và hạnh phúc. Xin chúc toàn thể quý Phật tử luôn được an lành và luôn được an vui ở trong đời sống. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ